Các con thân mến, vậy là qua hai câu chuyện vừa rồi, các con thấy bạn Nobita của chúng mình như thế nào? À, bạn ấy đã không ngoan đúng không? Đi học muộn này, ở trong lớp lại còn ngủ gật nữa. Chính là Nobita của chúng mình đã không thực hiện tốt nội quy của trường, của lớp đấy. Chính vì vậy mà bất cứ nơi đâu đều phải đưa ra những quy định chung để cho mọi người cùng hướng tới và thực hiện. Chính vì vậy mà trường của chúng ta cũng có nội quy trường này, lớp cũng có nội quy lớp và cả xã hội sẽ có pháp luật hoặc là những pháp chế, những quy định chung của xã hội. Nhờ có pháp luật, có pháp chế, những quy định chung, nội quy nên xã hội của chúng ta mới được yên bình đấy các con ạ. Và sau đây cô xin giới thiệu với các con một số hình ảnh nội quy của trường và nội quy của lớp. Thường thì khi chúng ta đến trường, ở cổng trường thường có nội quy. Nội quy trường, đây là nội quy của lớp học, đây là do lớp học tự thiết kế. Các cô giáo cùng các bạn tự thiết kế, tự đưa ra nội quy và thực hiện theo. Ngoài ra, ở thư viện các con cũng nhìn thấy có nội quy đúng không nào? Bất cứ đâu chúng ta cũng đều có nội quy. Nội quy chính là quy định chung để cho mọi người cùng thực hiện theo. Vậy theo các con thì những điều nào quan trọng và cần phải đưa vào nội quy cho học sinh? Các con cùng suy nghĩ điều này trong 2 phút nhé. Chúng ta cùng nhấn nút tạm dừng, sau đó hãy cùng so sánh với đáp án của cô nào. Xin mời các con 2 phút bắt đầu.